xin tha cho họ. Họ không biết việc họ làm. Nghe tôi đây. Ông ấy đang cầu nguyện cho mấy người đấy. Ta bị thế này là đáng lắm rồi, Jesmas ơi. Còn ông ấy thì không. Tôi đã phạm tội và tôi đáng bị phạt thế này. Thầy phạt tôi như thế này là đúng lắm. Tôi chỉ xin thầy, xin thầy hãy nhớ đến tôi lạy thầy khi nào thầy về vương quốc của thầy. Thật, tôi bảo thật, ngày hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng. Thank you.
xác tôi. Con tim, một con tim tôi. Con ơi, hãy để mẹ chết cùng con. Thưa bà, đây là con của bà. Joan, đây là mẹ của anh. Mark. Chẳng còn ai ở lại cả. Chẳng còn ai cả, ông Giêsu. Yeshua! Tôi xem có chắc không. Thank you.
phục sinh ra khỏi mộ. Ngài đã chết để chúng ta được sống, và Ngài đã phục sinh để một ngày kia chúng ta cũng được phục sinh với Người.